Đó là bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam và lại là một tiếng bóng bổng, lại là một tiếng đánh đầu. Nụ cười của Hồ Thanh Minh. U23 Việt Nam đang có được thêm những tình huống nguy hiểm nhiều hơn, số cơ hội nhiều hơn và bây giờ thì có được bàn thắng thứ hai. Hai tiền đạo của U23 Việt Nam đều đã ghi bàn. Ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha phối hợp đá phạt góc không cao nhưng chọn vị trí chuẩn xác và ở cự ly gần thì cú đánh đầu này đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và ở trong hiệp 1 thì Hồ Thanh Minh có một pha bóng gần như là tương tự như thế này. Hồ Thanh Minh đã chọn vị trí tốt và dứt điểm có thể nói là cực kỳ nhạy cảm vào ngay góc gần.